Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Sáng hôm nay tại chùa Viên Giác là lễ mừng xuân. Năm nào cũng bị ngày mùng 1 thì chư tăng bên đây tập trung về bên xử lý. Còn ngày mùng 2 thì bên xử lý tập trung qua bên đây để cho có cái sự sinh hoạt ở hai chùa trong cái dịp xuân. Vào giờ này chúng ta nghe pháp rồi khoảng chừng 10 giờ chúng ta sẽ làm lễ cúng dường đặt bát muôn chư tăng. Hôm nay sư rất là hoan hỷ được tiếp đón các Phật tử, các tu nữ Phật tử như là Phật tử ở cỡ Cần Thơ, Hậu Giang, Sa Đéc, Cao Lãnh, các vị cũng về, thì mỗi nơi người người vậy đó, nhưng mà cũng phải kể. Mặc dù cái số lượng người đi viếng chùa Viên Giác trong cái ngày mùng 2 nó không có đông đảo bằng cái ngày mùng 1 ở cái chùa Xử Lý, nhưng mà với cái tấm lòng bằng cái niềm tin của quý vị đi đến đây để nghe pháp, sư rất là hoan hỷ để tiếp đón quý vị bằng một thời pháp. Mong rằng chúng ta hãy lắng nghe và ghi nhớ, bởi vì cái dịp đầu năm không có cái gì quý hơn, cao thượng hơn là cái sự làm thiện pháp do cái sự bố thí cúng dường, do sự trì giới và do cái sự nghe pháp. Người Phật tử chúng ta cứ đầu năm những cái ngày Tết mà chúng ta gặt hái được nhiều cái thiện pháp, chúng ta tạo được nhiều thiện pháp để chúng ta gặt hái những cái quả phúc cho an lành trong suốt một năm. Như vậy thì nó tốt hơn là chúng ta cầu phước. Có những người thì họ không có tạo phước nhưng mà họ thích cầu phước, tức là họ không biết cầu cái gì, lấy đâu mà cầu, không có trồng cây nhưng mà họ thích hưởng quả. Cái chuyện đó là rất là vô lý. Còn người Phật tử chúng ta thì chỉ lo tạo phước, thì tự nhiên cái thiện nghiệp nó sẽ đưa đến quả dị thục tốt đẹp chứ không phải gì hết. Đơn giản như vậy thôi. Vì vậy cho nên trong cái thời pháp này, sư mong rằng sẽ đem lại cho quý vị một cái sự hiểu biết về Phật pháp để chúng ta tu tập. Bây giờ chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ Phật pháp tăng trước khi chúng ta nghe pháp. Thamma savanaka loyam padanta, thamma savanaka loyam padanta, thamma savanaka loyam padanta.
Lukasana thang varamutama hang kutanja thamanja panama misangkhang. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện nhờ quy đức Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo xin gia hộ đến toàn thể quý tu nữ và chư thị nam tín nữ sức khỏe dồi dào, năm mới được an khang thịnh vượng, thành tựu những cái tài sản, những cái sự yên vui trong cuộc sống, trong nghề nghiệp được thuận may. Bây giờ chúng ta sẽ nghe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, pháp của Đức Phật thì rất là nhiều. Tam tạng kinh điển bao la, chúng ta không thể một ngày một buổi mà chúng ta nghe trọn vẹn, hiểu trọn vẹn và chúng ta thuộc lòng trọn vẹn được. Tuy nhiên, có những pháp của Đức Thế Tôn Ngài thuyết tùy theo căn cơ của chúng sanh, chúng ta nghe lại cái thời pháp đó, chúng ta vẫn có thể thực hành để đem lại cái sự an lạc và sự hạnh phúc. Vì giáo pháp của Đức Phật nó cũng giống như là cái bánh ngọt. Hễ chúng ta ăn được miếng nào thì chúng ta thưởng thức được cái vị ngon, vị ngọt của cái miếng bánh đó. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Hễ chúng ta thực hành một cái pháp môn nào thì chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc do cái pháp môn đó đem lại. Ở đây thưa quý vị, nhìn chung cái sự tu tập của chúng ta, năm cũ đã qua, năm mới bước đến, chúng ta phải nhớ Đức Phật Ngài dạy bốn điều. Chúng sanh ở trong đời này, có người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, gọi là tamma, tammo tamma parayano, từ chỗ tối đến chỗ tối. Có những người từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng, tammo jyotiparayano. Có những người từ chỗ sáng đi đến ở chỗ tối, jyotiparayano. Có người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, jyotiparayano. Jyotiparayano. Cuộc sống của chúng ta nó sẽ tùy thuộc vào cái lộ trình mà chúng ta đi, nhưng không phải là chúng ta thụ động tiêu cực để chờ đợi
cho cái sự may mắn nó đến với chúng ta. Thái tử Siddhartha, ngài không phải chờ đợi đạo quả đến, mà thái tử sau khi đã chứng kiến, đã mục kích cảnh một người già, một người bệnh, một người chết, và cảnh một vị tu sĩ an nhiên tự tại thiền định, thái tử đã nghĩ đến cái việc mà xuất gia để đi tầm chân lý giải thoát, và thái tử đã mạnh dạn từ bỏ tất cả cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con thơ, để ngài cạo bỏ râu tóc đắp y cà sa, trở thành một vị sa môn, sống bằng những cái miếng ăn khất thực. Và rồi thái tử nhận ra, nếu mà còn ăn còn uống để sống, e rằng sẽ không đắc được đạo quả, không chứng được chân lý, cho nên ngài đã tuyệt thực và ngài khổ hạnh. Sáu năm trời ròng rã với những cái hạnh tu khe khắt, khiến cho cái thân thể của ngài nó yếu đuối bạc nhược, không còn sức lực. Ngài đã phát hiện ra cái vị xuất gia lợi dưỡng cũng không đạt được chân lý, mà khổ hạnh cũng không chứng ngộ được chân lý. Do đó ngài đi vào con đường trung đạo Maccima Patipada, và cuối cùng thì ngài đã chứng đắc quả vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Chúng ta ăn cũng vậy, chúng ta có làm thì chúng ta mới có ăn, chứ còn chúng ta ngồi không mà chúng ta chờ đợi cho cái ăn nó có hiện ra ở trước mắt thì không thể nào có được. Mỗi một con người chúng ta phải có một cái hành trình, và cái hành trình đó chúng ta phải sáng suốt lựa chọn. Thì năm cũ bước qua năm mới, chúng ta cũng phải biết lựa chọn cái hành trình của mình. Một năm trôi qua, chúng ta đã tu tập được những gì, chúng ta gặt hái được những cái sự hạnh phúc an lạc thế nào. Bước qua năm mới, chúng ta phải kiểm điểm lại, và chúng ta những gì mà chúng ta chưa làm, những thiện pháp nào chúng ta chưa thực hành thì chúng ta nên thực hành, những thiện pháp nào mà chúng ta đã làm nhưng mà chưa có hoàn tất thì chúng ta hãy cố gắng làm cho hoàn tất. Và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải chọn cái hướng đi của mình là đi đến chỗ sáng. Dù cho hiện tại chúng ta đang ở trong một cái địa vị nào, một cái hoàn cảnh nào, một cái số phận nào, nhưng mà chúng ta cứ hướng đến ánh sáng mà chúng ta đi tới thì như vậy chúng ta sẽ tốt thôi. Khi mà chúng ta lạc vào trong một cái hang động, không phải là chúng ta nhìn cái chỗ đen tối mà đang đứng,
mà chúng ta phải nhìn về ánh sáng phía cuối cái đường hầm, rồi chúng ta nhắm cái hướng đó mà chúng ta đi tới, thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái đường hầm đó. Đúng vậy, ở trong cuộc sống này, cái gọi là vận mệnh tối hay sáng, đỏ hay đen, là do nơi cái hành nghiệp ở quá khứ mà chúng ta đã làm. Cũng vì vô minh chi phối cho nên chúng ta trong quá khứ đã tạo nên những cái ác nghiệp, mà bây giờ chúng ta phải chịu cái cảnh đời, cái đen tối, cái số phận bạc bẽo. Và sau khi chúng ta có niềm tin, chúng ta hiểu được Phật Pháp, thì chúng ta cứ nương theo lời của Đức Phật dạy, và chúng ta nhắm đến cái ánh sáng ở phía trước để chúng ta đi, thì như vậy chúng ta sẽ tốt đẹp thôi. Ở đây thưa quý vị, trong bốn cái tiến trình của chúng sinh đó, là Đức Phật này khen ngợi cái tiến trình từ chỗ tối đến chỗ sáng, và từ chỗ sáng đến chỗ sáng, từ chỗ tối đến chỗ sáng. Như là người thợ hớt tóc Upali, chỉ làm cái công việc là hớt tóc, sửa râu tóc cho các vị vương tôn công tử ở trong triều. Và khi mà sáu vị hoàng thân Thích Ca đi xuất gia, dẫn theo Upali, để khi gần tới chỗ Đức Phật đó, thì Upali sẽ cạo tóc cho sáu vị hoàng thân đó. Sáu vị hoàng thân Thích Ca đã tặng cho những cái vòng vàng trang điểm cho Upali đem về, mà lấy đó bán ra mà sinh sống. Nhưng mà thợ cạo Upali vừa từ giã ra đi một đổi, thì chợt nghĩ vòng vàng châu báu này các vị Thích Ca họ đã bỏ đi, rồi mình lấy đem về thì cũng chẳng khác nào như một người, người ta đã phun nước miếng ra, mình liếm lại nước miếng đó. Thứ hai đó, là tình đời nó rất là bạo ngược, nhất là dòng Thích Ca, cái tánh của họ hay đố kỵ, hay nghi ngờ. Nếu đang thi công mà ta về cầm theo cái vàng vòng, vàng ngọc châu báu của dòng Thích Ca, thì ta nói người dòng Thích Ca tặng không ai tin cả. Người ta nghĩ rằng là thợ cạo Upali đã giết chết các vị Thích Ca hoàng tộc mà đoạt lấy những cái châu báu này. Như vậy thì ta sẽ có sự tổn hại nếu như chúng ta xách đi. Nghĩ vậy, thợ cạo Upali đã treo cái gối vàng vòng châu báu đó lên trên một cái nhánh cây. Ai có phước và duyên thì đi ngang mà lụm, mà nhặt đem về
Còn bản thân của Upali thì quay trở lại. Lúc bây giờ các vị hoàng thân Thích Ca hỏi tại sao mà ông đã đi rồi mà còn quay trở lại. Nói thưa các ngài, tôi muốn xuất gia vì tôi không thể lấy những gì mà của các ngài đã bỏ ra để tôi chuốc lấy cái sự khổ, trong khi các ngài đã bỏ nó đi. Thì do đó Upali đã được Đức Phật là cho xuất gia trước. Các vị hoàng thân Thích Ca xin phép Đức Thế Tôn cho Upali xuất gia trước, để khi xuất gia rồi trở thành vị tỳ kheo thì họ sẽ dẹp trừ cái tâm ngã mạn và đối đãi với Upali như là một vị sư huynh. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ trong 3 tháng hạ đầu tiên sau khi xuất gia, Upali đã chứng quả là hắn. Và từ đó Upali đã trở thành một vị luật sư nắm giữ luật mà Đức Thế Tôn đã chế định. Mãi cho đến khi mà Đức Thế Tôn đi tịnh đến bèn rồi, 3 tháng kết tập tâm tạng lần thứ nhất, chính tôn giả Upali là vị A-la-hán mà Chư Tăng cử thỉnh là một vị trùng tuyên lại tất cả những điều luật, những nguyên tắc mà Đức Thế Tôn đã chế định. Nhờ vậy bây giờ trong tâm tạng chúng ta có tặng luật là nhờ ngẫu Upali. Và xuất thân của ngài là gì? Chỉ là một người thợ hớt tóc thôi, một cái giai cấp rất là nghèo hèn và có thể nói là giai cấp thấp ở trong cái xã hội Ấn Độ thời bây giờ. Nhưng mà vì sao vậy? Là vì cái khuynh hướng, cái suy nghĩ của vị đó nó khác thường, nó siêu việt. Mặc dù là một người ở giai cấp thấp nhưng mà có sự suy nghĩ của bậc đại trí, tức là biết vàng vòng châu báu này của người ta bỏ ra để người ta đi xuất gia, mặc dù người ta cho mình nhưng mà mình đem về thì cũng chẳng khác nào mình liếm lại nước mía mà người ta đã phun ra chăng. Với hơn nữa, cái thân phận mình như vậy mà tự nhiên mình có vàng vòng châu báu thì người ta sẽ cho mình là đi ăn cướp hay đi ăn trộm làm sao đây. Suy nghĩ như vậy cho nên bỏ, dám bỏ để đi xuất gia. Nghèo, không có tiền bạc, không có tài sản, nhưng mà dám bỏ cái số ngọc ngà châu báu đó để mà đi xuất gia, không màng đến. Quý vị thấy các cái bậc đại nhân xưa kia đó, người ta có cái sở hành như vậy, dám nghĩ dám làm như vậy, cho nên người ta mới là từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng. Còn như trường hợp Thái tử Siddhartha, ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi xuất gia khi ngài mới sanh đặt đi ra khỏi cổng thành, ác ma hiện xuống và ác ma khuyên ngài: Thái tử hãy trở lại, chớ có đi nữa, vì 7 ngày sau đó Thái tử sẽ trở thành một vị chuyển lưu vương, đừng có đi xuất gia làm chi. Ác ma không muốn cho ngài thoát khỏi cái vòng kiểm soát của hắn ta. Nhưng mà Thái tử vẫn dõng dạc nói rằng: này ác ma, ta biết chứ, 7 ngày sau nếu ta ở tại gia cư sĩ sẽ trở thành vị trưởng lưu vương, nhưng mà những cái đó nó không có cột chân ta được đâu, ta đã quyết tâm rồi. Thế là ngài đi xuất gia và trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, thoát khỏi luân hồi.
tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Và thưa vị, cho nên khi mà chúng ta đọc qua cái chỗ đó, đó chúng ta sẽ thấy các vị đó là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Công tử giá xá của vị, mặc dù con của một trưởng giả trong thành Varanasi, nhưng mà vì cái tiền kiếp vị đó đã tạo đủ căn duyên, cho nên nửa đêm thức giấc thấy các cái cô vũ nữ khi mà họ ca hát khiêu vũ để giúp vui cho công tử giá xá. Lúc mà công tử giá xá ngủ quên rồi thì lúc bây giờ họ cũng mệt mỏi quá, họ nằm bệt xuống dưới sàn nhà rồi nằm ngủ. Họ dắt qua dắt lại, nó biểu hiện cái tướng xấu trong lúc ngủ. Bất chợt công tử giá xá có cảm giác như mình đang ở giữa cái bãi tha ma với những cái tử thi. Hồi xưa bên Ấn Độ, thưa quý vị, khi mà chết rồi đó, nếu mà dòng hoàng tộc thì họ hỏa táng liền, đốt xác liền. Còn nếu không thì thủy táng, là họ để trên chiếc bè, họ thả trôi sông thì cũng mất tích. Nhưng mà đối với những người nghèo thì cái tục lệ của họ là lâm táng, là họ quấn cái tử thi lại rồi họ đem bỏ vô cái bãi đất trống ở trong bìa rừng để cho những con thú ban đêm ban hôm nó ra mà nó cắn xé ăn. Thì giá xá cũng có cái cảm giác nhìn thấy các cô vũ nữ đầu hôm thì họ xinh đẹp tươi tắn như là những nàng tiên nữ, bây giờ họ nằm la liệt đó giống như những cái xác chết, chán quá. Cho nên công tử đã lén rời khỏi nhà và đi tìm. Cứ đi nói ôi thế gian bẩn chật quá, ôi thế gian bẩn chật quá. Đức Thế Tôn ngài biết được giá xá có duyên lành, cho nên ngài đã đến tại cái cuối cái con đường ở bìa rừng, và ngài bảo rằng: này giá xá, hãy đến đây, ở đây không có bẩn chật đâu. Giá xá nghe có cái âm thanh, có tiếng gọi đích danh mình, và tự nhiên nghe cái âm thanh đó, cái lời kêu gọi đó, giá xá có cảm giác như là đã tìm được một cái nơi nương tựa. Giá xá cởi bỏ đôi hy vàng và đi theo cái tiếng gọi đó và đi đến gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp chứng quả Tu Đà Hoàn. Sáng ngày hôm sau, cha của giá xá đi tìm, lúc mà gặp Đức Phật thì Đức Phật lại dùng thần thông che không cho thấy giá xá, và ông ngồi lại để mà nghe pháp. Ông ta đắc Tu Đà Hoàn ngay trong khi Đức Phật lại thuyết pháp cho cha mình, thì giá xá đã nghe lại bài pháp đó và chứng quả là hắn. Và khi mà đã chứng A-la-hán rồi, ông cha thì đắc quả Tu Đà Hoàn rồi, thì Đức Phật mới thu hồi thượng tông. Cha con gặp nhau và giá xá đã xin phép cha cho mình xuất gia. Thì với một người cha là vị sơ quả sẵn sàng cho con của mình xuất gia, mặc dù nó là con trai một. Và khi mà qua ngày hôm sau thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà trai tăng đó, thì Đức Phật ngài đã tiết độ cho cha mẹ, cho mẹ của giá xá cũng chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Hai cái hình ảnh Thái tử Siddhartha thì Sĩ Đạt Ta và công tử giá xá, đó là những hạng người tiêu biểu cho cái hành trình từ chỗ sáng đến chỗ tối
Cuộc sống của họ hiện tại không có cái gì khổ cả, họ sung sướng lắm. Người nào cũng có ba tòa lâu đài, một tòa lâu đài thích hợp sống cho mùa lạnh, một tòa lâu đài thích hợp sống cho mùa nóng, và một tòa lâu đài thích hợp sống cho mùa mưa. Nhưng mà người ta đã cảm nhận được cái sự bẩn chật của thế gian này, cái sự đau khổ của thế gian này, và người ta đã đi xuất gia và đã trở thành những vị A-la-hán. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta nên học theo cái gương của hai vị đó. Có thể là chúng ta nghèo khổ thì không phải là nghèo khổ lắm, bởi vì cái xã hội chúng ta thời nay không có xã hội nô lệ, không có giai cấp nô lệ cùng đinh. Chúng ta vẫn có thể tu tập được, mặc dù chúng ta không phải là giàu sang lắm, chúng ta cũng hạng trung lưu thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể được xem như là một người có cái sự may mắn ở trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta bám chắc theo để làm gì, trong khi mang cái thân ngũ uẩn này, cái thân tứ đại này, chúng ta phải bị sự già chi phối, sự bệnh tật chi phối và sự chết chi phối. Hiểu biết được như vậy cho nên chúng ta lập tức từ bỏ, chúng ta không màng đến, để mà chúng ta lo tu tập tạo cái hành trang đem theo trong ngày vị lai, thì cái đó là cái tốt đẹp cho chúng ta. Ở đây thưa quý vị, hai hạng người mà cái tiến trình từ chỗ tối đến chỗ tối là hạng người rất ư là hạ liệt, đã cái thân nghèo khổ phải đi ăn xin, phải bị bệnh tật, nhưng mà họ không có ý thức được cái đời sống khổ để mà họ tu hành. Họ vẫn miệt mài ở trong cái đường tội lỗi, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Để rồi đến khi già họ thân bại danh liệt, và sau khi mệnh chung họ phải tái sanh về cảnh giới khổ đau. Đó là hạng người từ chỗ tối đến chỗ tối, mà chúng ta thấy rằng đối với họ thì không thể sửa chữa được. Còn có những người giàu sang, có tiền của, nhưng mà họ cũng không có ý thức được cái con đường tu tập như thế nào. Họ không có biết, không có trí tuệ để nhận biết cái nào là đúng, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào là nên làm, cái nào không nên làm, cái nào đưa đến tội lỗi, cái nào đưa đến hạnh phúc, đưa đến thiện pháp, họ không biết. Khi mà họ làm có tiền dư bạc để đó, thì lúc bây giờ họ nghĩ đến cái chuyện là tiêu xài phung phí, trải qua những cái cuộc quan lạc hoang lạc, hoặc là họ tung tiền vào cái sòng bạc, tung tiền để hút sách, thế là tài sản của họ nó sẽ bị khánh tận, rồi họ trở nên nghèo khổ hay là tù đài, rồi sau khi họ chết họ phải tái sanh về cảnh giới khổ đau. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng những hạng người đó là hạng người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Bây giờ nó có hai trường hợp thế này: một người sống với cái thân phận nghèo khổ đen đuổi, họ cho rằng bây giờ họ muốn tu nhưng mà không có chùa nào nhận cho họ tu hết á, cái đó là cái sai. Tại sao vậy?
vì họ không có chứng tỏ được rằng là họ thật sự là người muốn tu tập. Mà khi họ nghèo khổ như vậy, họ có cái cuộc sống đen đủi như vậy đó, cái họ đi đến chùa, cái vẻ mặt khổ đau ngơ ngác, và họ nói rằng là cuộc sống của bên người khổ quá, bây giờ con muốn tu, thì không ai dám cưu mang người đó. Nhưng mà chúng ta, dù chúng ta nghèo, chúng ta có cách, nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu Phật Pháp, muốn tu, chúng ta khoan nghĩ đến cái chuyện là chúng ta đến xin xỏ tu tập. Ở chỗ nào mà có thuyết pháp đó, chúng ta đến chúng ta nghe pháp, sau khi hiểu pháp rồi về nhà chúng ta âm thầm chúng ta tu tập. Trước hết là chúng ta từ bỏ những cái việc ác, thân ác hạnh, khổ ác hạnh, ý ác hạnh. Chúng ta cố gắng quân tu những việc lành, là biết thương người thương vật, biết giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, luôn luôn lúc nào cũng sống với cái tấm lòng vị tha. Tự nhiên người đó họ có cái sở hành tốt đẹp như vậy thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài cái sự trong sáng. Và đến chừng đó khi mà họ đi đến đâu đó thì người ta nhìn cái vẻ mặt đó, cái cử chỉ đó, họ biết là cái người chân thật, là cái người có tu tập, có căn lành, thì họ sẵn, người ta sẵn sàng để người ta tiếp độ cho tu. Dễ lắm chứ không hiểu có đâu. Còn cái mặt của mình gian xảo, mình tự nhiên mình chạy vô chùa xin tu bất ngờ, ai dám cho tu? Hồi xưa Đức Phật hay là chư vị A-la-hán, Ngài dám, Ngài biết, cho nên Ngài nhận cho xuất gia được. Khi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi khất thực, Ngài gặp cái cậu bé ăn mày, Ngài nhìn cậu bé đó, Ngài khởi lên cái lòng thương, thương xót. Ngài nói này, này cậu bé, con có muốn xuất gia không? Cậu bé đó mới đáp rằng bạch thưa Ngài, một đứa trẻ ăn xin như con như thế này, ai dám thu nhận cho tu? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói, nếu con muốn tu thì ta cho con tu. Ngài dẫn đi chùa, Ngài cho xuất gia Sa Di. Rồi khi tuổi lớn lên đó, đủ 20 tuổi, Ngài cho tu tỳ kheo. Vậy mà chứng A-la-hán đó, thưa quý vị, trở thành một vị A-la-hán. Cái thời đó là khác. Còn thời bây giờ, nếu mà đi vào chùa mà nhìn cái mặt xảo, gian xảo, thì không ai dám tôi tu. Cho nên trước tiên là người đó phải tự mình suy nghĩ theo cái chiều hướng thiện pháp trước, tự mình tu tập xong rồi đó thì nó sẽ biểu hiện ra cái sắc thái ở bên ngoài là một người có cái thiện căn, lúc bây giờ người ta mới tiếp độ cho tu được. Cho nên ở đây đó, chúng ta từ cái chỗ tối mà chúng ta đi đến chỗ sáng, tự mình thắp đuốc mà đi. Còn nếu chúng ta đã từ cái chỗ sáng thì chúng ta hãy đi đến chỗ sáng, đừng có lủi đầu vào ở trong bóng tối vô minh nữa, thì như vậy nó sẽ tốt thôi. Sư cứ nhắc đi nhắc lại trong cái dịp đầu năm đó, Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng cái sự may mắn, cái sự thịnh vượng, cái sự an khang qua năm mới cái gì nó cũng tốt đẹp hanh thông là do nhờ chúng ta cầu nguyện hay chúng ta cúng bái hay là chúng ta chọn cái ngày giờ tốt để xuất hành để mà khai trương
Không phải vậy. Chính chúng ta là người hướng đến ánh sáng, chúng ta đi như vậy nó sẽ tốt đẹp thưa quý vị. Khi mà người Phật tử chúng ta làm như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta bị thất bại, không bao giờ chúng ta sẽ mất đi cái sự an vui. Dầu cho cái ngày Tết nhất không có ai chúc mừng chúng ta cả, khi gặp Phật tử chúng ta, quý vị đến quý vị chào hỏi trong cái rượu đầu năm, xin chị chúc cho quý vị được an vui nha, chỉ thôi nhiêu đủ rồi. Cái sự an vui đó nó nhiều mặt. An vui do đầy đủ vật chất, cái sự an vui đó do tâm hoan hỷ thích thú trong cái điều thiện, cái sự an vui đó là do cái sự dứt trừ phiền não, không có bị đốn nóng bởi phiền não. Thì bây giờ sự an vui có nhiêu đó thì quý vị cứ làm đi. Xây di tế xá mới có 7 tuổi thôi, nghĩ rằng mình là con nhà giàu, mình sống ở Chê Tông Quá Đá, Chùa Kỳ Viên, ở gần nhà cha mẹ, anh chị em, bạn bè nhỏ nhỏ, sợ mình buồn, cho nên cứ mỗi ngày cứ kéo nhau đến chùa riết, đến chùa để thăm, để nói chuyện, sợ xây dựng tới xá buồn, còn nhỏ quá à. Nhưng mà trái lại xây dựng xuất khá suy nghĩ, quái niệm quá, bận rộn quá, cho nên đã đánh lễ Thầy Hòa Thượng là Ngài Xá Lợi Phất xin phép để con đi. Con đi thật xa, kiếm chỗ nào yên ắng mà tu hành. Ngài Xá Lợi Phất nói trước khi con đi đó, con đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy cho cái đề mục rồi đi, đi đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật Ngài hỏi rằng Thầy Thế Độ của ngươi không có dạy gì sao? Nó bạch Thế Tôn, Thầy Thế Độ con dạy con đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Ngài dạy cho đề mục. Đức Phật Ngài dạy cho cái đề mục. Sa di tế xá đã đi đến một cái ngôi làng ở biên địa, tức là vùng sâu vùng xa đó, và ở đó có cái ngôi chùa làng và tu. Hàng ngày các Phật tử đi vào chùa, họ thấy rằng ở chùa mình, chùa làng mình còn có vị sư nhỏ, thấy cũng dễ thương, thở họ hộ độ cũng dường. Nhưng mà xây dựng tới sáng không nói không rằng gì hết, cố gắng làm sao hành thiền chứ là A-la-hán. Phật tử cứ đi đến chùa cúng dường, vị đó chỉ nói chúc cho thí chủ an vui, chúc cho thí chủ an vui vậy thôi, không có thuyết pháp gì hết. Đến khi mà ra hạ đó, Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới cùng với chư tăng đi đến cái ngôi làng đó để thăm vị sa di đệ tử. Thì dân chúng họ thấy như vậy đó, họ mới thỉnh Ngài thuyết pháp. Ngài nói rằng ở đây có vị sa di trí tuệ, tại sao không thỉnh thuyết pháp đi? Nói dạ vị đó không có biết thuyết pháp, vị đó chỉ có chúc phúc là chúc cho quý vị an vui thôi, chứ một câu duy nhất. Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới kêu Sa Di Tế Xá, hôm nay ngươi hãy thuyết pháp cho dân làng nghe đi. Ngài bắt đầu Ngài ngồi nghiêm trang Ngài thuyết pháp. Ngài Xá Lợi Phất Ngài đó con thuyết cái đề tài là an vui, cái sự an vui như thế nào. Ngài thuyết thưa quý vị, thuyết xong thời pháp thì dân chúng họ quan hỷ vô cùng. Cái sự an vui đó không phải là an vui về vật chất, mà là an vui về tinh thần. Và trong cái sự an vui tinh thần đó là tâm không bị diệt não bởi tham sân si, mới là sự an vui tuyệt đối. Thì ở đây sư muốn nhắc cái điểm này để cho các Phật tử chúng ta lưu ý.
Hễ đầu năm đầu tháng đó mà tâm của quý vị giữ được một cái trạng thái tâm an tịnh, không có bị chi phối bởi tiền bạc hay là những cái trò vui giải trí, là quý vị đang hướng đến sáng. Ngày đầu năm mà chúng ta giữ cái tâm đừng để cho tham sân si nó sinh khởi, đó là chúng ta hướng đến ánh sáng. Ngày đầu năm mà chúng ta tích cực làm các cái công đức, các phước báo, thì đó là chúng ta hướng đến ánh sáng. Đầu năm người Phật tử chúng ta đi đến chùa không phải để chúng ta đi tìm cái lộc thực mà chúng ta ăn vui chơi, mà chúng ta đi đến chùa một á là đi lễ Phật đầu năm bằng cái tâm cung kính, đó là chúng ta hướng đến ánh sáng rồi. Hai là chúng ta đi đến chùa chúng ta làm phước cúng dường đến chư, đặt bát đến chư tăng, là chúng ta hướng đến ánh sáng. Ba nữa là chúng ta thọ trì quy giới đầu năm, là chúng ta hướng đến ánh sáng. Cái thọ trì quy giới, thưa quý vị, các Phật tử chúng ta sẽ nghĩ rằng hồi trước con đã quy Tam Bảo rồi, bây giờ quy lại làm cái gì? Không, thưa quý vị, cái sự quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng của Bậc Thánh đó là kiên cố. Còn phàm phu của chúng ta trước đây đó, 1, 2, 3 năm gì trước mà chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà lâu ngày chúng ta quên Đức Phật, quên giáo Pháp, quên Tăng chúng đi. Cho nên bây giờ hễ có cái dịp đầu năm chúng ta quy lại tốt thôi, chứ đâu có gì, mình đâu có quy ai khác đâu, quy Phật. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải lên lớp một chút xíu. Hồi mà chúng ta mới quy Tam Bảo đó, cái tâm của mình còn hơi nhút nhát, không biết là bây giờ mình trở thành một cận sự nam, cận sự nữ, mình có dám giữ cái lý tưởng quy y Tam Bảo đến trọn đời hay không? Không dám. Cho nên cứ là Bố Tăng Sarana Năng Gạch Cha Mí, Tham Măng Sarana Năng Gạch Cha Mí, Sang Khang Sarana Năng Gạch Cha Mí, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, vậy thôi. Nhưng mà sau 3, 4 năm quý vị nghe Pháp rồi, hiểu rồi, quý vị thấy cái cuộc luân hồi đều khổ quá. Bây giờ chỉ có đi đến nương nhờ bóng mát của Đức Phật mới là an toàn. Chỉ có nương nhờ bóng mát lời dạy của Đức Phật mới an toàn, là giáo Pháp. Chỉ có nương nhờ bóng mát của Tăng chúng, tức là những bậc Thánh Tăng, đặc biệt là cái sự quy y Tăng. Ở đây sư muốn nói là Thánh Tăng, những vị tỳ kheo sa di đệ tử của Đức Phật, là những bậc tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, thì những vị đó mới là chắc thật là bậc thanh tịnh. Còn phàm tăng có một số thì thanh tịnh, còn một số thì cũng trời ơi đất hỡi lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ quy y chấp theo ông thầy đó đó, cái vị sư đó, sư phụ của tôi, nhưng mà thấy sư phụ dốt quá tự nhiên mình cũng nản, hay là thấy sư phụ tối ngày cứ ăn rồi ngủ, bài kinh không thuộc nữa, rồi kinh tụng không thuộc, cái tự nhiên mình nản, mình nghĩ thôi khổ quy tăng, thì chúng ta bỏ bớt, hay là chúng ta coi thường Tam Bảo. Bây giờ chúng ta cứ nhất hướng quy y Thánh Tăng đi, rồi cái vị nào mà truyền giới cho quý vị đại diện cho tăng chúng để mà truyền giới thôi. Bây giờ chúng ta lên lớp là như thế nào? Ở trong hội chúng này có ai dám đưa ta lên để mà phát nguyện không? Bây giờ bước sang năm mới chúng ta phải Vua Thằng Giao Chi Văn Sát Năng Gạch Tham Bí, con trọn đời xin quy Phật. Thâm Băng Gia Qua Chi Văn Sát Năng Gạch Tham Bí, cho đến trọn đời con xin quy Pháp. Sang Khăn Gia Qua Chi Văn Sát Năng Gạch Tham Bí, cho đến trọn đời con xin quy Tăng. Cái lý tưởng quy Tam Bảo mà chúng ta dám như vậy thì mới hay đấy.
Có người đưa tay à? Chúng ta phải quyết định. Rồi, vậy tốt quá. Khi mà chúng ta phát nguyện như vậy đó, có nghĩa là cái lý tưởng giải thoát chúng ta là nhất định. Chúng ta đã chọn cái con đường chắc chắn phải là như vậy, phải đi theo con đường này. Và cho dù, nói xin lỗi, cho dù có chết, chúng ta cũng không bỏ cái lý tưởng tam bảo. Thì như vậy chúng ta mới thật sự là người hướng đến ánh sáng. Cho nên nó dễ lắm thưa quý vị, không phải là khó đâu. Nhưng mà tại vì không có ai khích lệ sách tấn cho chúng ta, không có ai giải thích cho chúng ta để chúng ta thấy cái sự bảo đảm là đi theo Đức Phật, theo giáo pháp, theo chư tăng là đưa đến sự giải thoát. Không ai giải thích cho quý vị nghe, cho nên quý vị không dám còn nhút nhát lắm. Nhất là những người mà họ đi đến theo phong trào á, cuộc lễ đông đảo cả hàng ngàn người xin quy y, rồi cứ lên đọc theo cái máy phát thanh đó, đọc theo như vậy rồi mỗi người lãnh một cái phiếu, một cái chứng điệp quy y, vậy là xong rồi. Nhưng mà vài bữa về bỏ quên mất, không nhớ Đức Phật là ai, thì gặp ai cũng lại, gặp gốc cây nào, cái cục đá nào cũng tôn thờ, không cần biết thờ như vậy có lợi ích hay là không có lợi ích, không biết. Còn người Phật tử chúng ta một khi đã học Phật pháp, đã hiểu rồi, thì chúng ta chỉ nhớ là cuộc đời này khổ, chỉ có Đức Phật là bậc đã giác ngộ cái chân lý diệt khổ, cho nên con xin quy Phật. Cuộc đời này khổ, muốn thoát khổ là phải thực hành theo một cái con đường, và con đường đó là chính Đức Phật ngài đã giác ngộ và ngài đã tiên thuyết, ngài đã dạy, thì mình quy giáo pháp. Chúng thinh văn đệ tử tướng Thế Tôn, Phát Hoa Tô Sa và Cà Sàng Khu Dạy Đi Đăng Chách Ta Rít Bồ Đi Sê Dũ Gà Đi Át Tha Bồ Đi Sê Búc Cà La. Chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn tức là bốn đôi tám vị, bốn đôi đó là Đạo Quả Tu Đà Vườn, Đạo Quả Tứ Đà Hàm, Đạo Quả Na Hàm, Đạo Quả La Hán. Còn tám vị Át Tha Bồ Đi Sê Búc Cà La tức là bậc thánh sơ đạo, thánh dị đạo, thánh tam đạo, thánh tứ đạo, thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, thánh tứ quả. Đọc cái bài đó chúng ta phải hiểu vậy chứ. Đọc tụng, hồi nãy sư có nghe tụng mà, sư có nghe tụng rồi đó. Nhưng mà không hiểu. Không hiểu làm sao chúng ta quy y tam bảo đi. Cho nên quý vị phải cố gắng. Nếu mà tất cả chúng ta đều có cái sự quyết tâm, trọn đời con quy Phật, trọn đời quy pháp, trọn đời con quy tăng, trong cái dịp đầu năm trước bảo điện thờ Đức Phật, chúng ta dám phát nguyện như vậy, thì thưa quý vị, sư nói rằng là bảo đảm thì con sư không dám bảo đảm cho quý vị lắm. Tại vì quý vị nửa chừng quý vị mát thì sao đây. Cho nên cái điện phải cho nó tốt, cái dây điện tốt, đừng có bị để bị mát á, thì sự bảo đảm cái máy này xài hoài. Chứ mà quý vị về mà quý vị để cho cái tư tưởng mình lạc lõng, cái tà kiến nó xen vào, chúng ta tin tầm bậy tầm bạ, thì như vậy dầu cho quý vị có đọc 100.000 lần của thăng gia qua chi văn sa ra năng gà cha mí, quý vị đọc 100.000 lần nó cũng không có thành tựu tốt đẹp đâu. Cho nên quý vị phải cố gắng. Nói tóm lại là chúng ta phải làm sao trong cái dịp đầu năm đó, chúng ta phải dọn dẹp lại và chúng ta chỉnh hướng lại cái hướng của chúng ta đi
Mình đang ở chỗ tối, mình phải hướng đến bóng ánh sáng. Mình đang ở chỗ sáng, mình phải hướng đến ánh sáng nữa, tiếp tục đi. Thì như vậy mới là tốt. Nhưng mà trước tiên thì người Phật tử chúng ta phải xác lập cái sự quy y của mình đối với Tam Bảo cho vững chắc. Cái đó là chúng ta mới bắt đầu giữ giới và làm những cái công đức phước báo như là bố thí, cúng dường, xả tài. Rồi cái nữa là chúng ta hành thiền. Thì bảo đảm là trong đời này nếu không đắc đạo quả thì đời kế tiếp chúng ta đắc đạo quả. Trong giáo pháp này của Đức Phật Gautama không chứng đạo quả thì cái duyên lành này sẽ đưa đến cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Maitreya, tức là Đức Phật Di Lặc, cái vị Phật cuối cùng trong quả đất này, chúng ta cũng chứng đạo quả. Đừng để cho chúng ta phải lọt qua đến cái quả đất sau thì nó dài lắm thưa quý vị, khổ lắm. Luân hồi dài, khổ lắm. Đi ca cha ra ca tô rắc chí đi khăn san tát sê vô chê năng. Đi khô ba la năng san sa rô sắc tham ăn vô chà na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt. Luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu được chánh pháp. Luân hồi khổ. Thì thời pháp hôm nay xin gửi đến toàn thể hội chúng với cái ý nghĩa như vậy, mong rằng các vị tu nữ chúng ta cũng như chư thiện nam tín nữ hôm nay ngày mùng 2 Tết cũng còn dịp đầu xuân, chúng ta cố gắng nhớ và thiết lập cho mình một cái lý tưởng tu tập tốt đẹp. Và một lần nữa thay mặt chư tăng xin chúc Tết đến toàn thể tu nữ quý chư thiện nam tín nữ một năm mới được thành tựu nhiều công đức phước báo, được an vui cho mình và cho quyến thuộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.